các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cấu hình máy móc trên hệ điều hành Big Sur. Đầu tiên các bạn khởi động máy, sau đó các bạn ấn vào phần quả táo, chọn About Zip Mac. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là máy sẽ hiển thị là cấu hình màn hình là bao nhiêu inch, đời bao nhiêu, đúng không? Bộ nhớ RAM là bao nhiêu ạ? 8GB đúng không? Hệ điều hành và cả on cả R. Ngoài ra bên tab Display có hiển thị là độ phân giải của màn hình, và bên tab Storage là mình sẽ nhìn thấy được là cái ổ lưu trữ này là bao nhiêu ghi và đã sử dụng các cái phân vùng như nào rồi. Vừa rồi mình có hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cấu hình của máy. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.